tháng 6, tạo sân chơi cho các bạn thiếu nhi yêu thích ca hát, đồng thời tạo mối quan hệ giao lưu giữa hai tổ chức đoàn phường 12 và chi đoàn công ty cổ phần Vietronic Tân Bình. Công ty cổ phần Vietronic Tân Bình đã phối hợp với đoàn phường 12 tổ chức hội thi karaoke với chủ đề VTB hát với chú ve con năm 2015. Đến tham dự chương trình tối nay sẽ có sự tham dự. Về phía phường, xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Chị Hồ Nguyễn Mai Trâm, Bí thư Đoàn phường 12. Về phía công ty cổ phần Vietronic Tân Bình, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Dương Ngọc Duy, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vietronic Tân Bình. Ông Huỳnh Văn Đức, Phó Bí thư chi đội công ty Vietronic Tân Bình. Và chị Trần Thị Lệ Giang, Bí thư chi đoàn công ty cổ phần Vietronic Tân Bình. Đến tham dự đêm thi tối nay còn có các cô chú là trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, tổ dân phố, các anh chị đoàn viên thanh niên của đoàn phường 12, các anh chị là cán bộ công nhân viên công ty Việt Tân Bình và chi đoàn công ty cổ phần Vietronic Tân Bình. Đặc biệt là sự hiện diện của hơn 100 bạn thiếu nhi cùng các vị phụ huynh. Một lần nữa, xin nhiệt liệt hoan nghênh quý vị đại biểu và các bạn thiếu nhi đã đến tham dự đêm chung kết hội thi karaoke VTB hát với chú ve con năm 2015. Và sau 10 ngày các thí sinh trải qua vòng loại đầu đầy cam go và thử thách, ban tổ chức đã tuyển chọn được 17 tiết mục xuất sắc để dự thi vòng chung kết tối ngày hôm nay. Tại vòng chung kết này, các thí sinh sẽ trình diễn tài năng ca hát của mình và điểm số sẽ do ban giám khảo chấm lựa dựa trên tiêu chí chất giọng, phong cách trình diễn và trang phục biểu diễn. Trước khi các bạn bước vào phần thi chung kết, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Văn Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Ban giám khảo, đâu tay. Và ông Huỳnh Văn Đức, Phó Bí thư công ty cổ phần Vietronic Tân Bình. Và sau đây, đêm chung kết hội thi karaoke dành cho thiếu nhi VTB hát với chú ve con năm 2015 xin phép được bắt đầu.